cả nhà hen. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cách cắm hoa hồng hồng với lại cát tường hồng hen. Thì đây là cái cục xốp mà Yến đã chuẩn bị. Thì bây giờ là Yến sẽ bắt đầu Yến cắm. Thì đầu tiên là Yến sẽ sử dụng một cái thân thuộc nhất là cái trúc hen. Ok, thì trúc này nếu mà cả nhà muốn trồng thì là mình sẽ cắm cái phần đầu này nè xuống dưới nước thì nó sẽ mọc lên ha. Đây là cái cục xốp Mỹ đã chuẩn bị. Rồi, sau đó anh sẽ cắm hoa hồng nha. Rồi, Yến sử dụng cái bông hoa hồng này ha. Để Yến sử dụng tới cát tường.
lấy điểm thì Yến sử dụng rồi là ở đây trộn ha. Sĩ Pháp cái là nó rất là lâu tàn và cái nét nó rất là đẹp. Rồi đây, Yến đã hoàn tất xong cái gọi là cái bình hoa để bàn để trang trí phòng khách của mình rồi hen. Đây là mặt phía sau hen, và đây là mặt phía trước. Rồi thì Yến sẽ nhắc lại nguyên liệu với cái bình hoa này. Thì cái bình hoa này Yến sẽ sử dụng là 3 cây thủy trúc để tạo hình giống như là cái cánh sen vậy đó, hoa sen vậy hen. Rồi tại cái màu hồng này nó giống như cái màu hồng hoa sen, rất là dễ thương đó. Rồi sau khi mà Yến cắm gọi là 7 bông hoa hồng làm chủ đạo rồi hen, thì Yến sẽ đệm thêm gọi là các tường màu hồng hen. Rồi và tiếp đó là Yến sẽ đệm thêm gọi là cỏ đuôi chồn,
cái này gọi là dương sĩ pháp ha. Đó thì mình đã coi với những bước rất là đơn giản thì mình đã có một cái bình hoa để bàn, để trang trí phòng khách của mình rồi. Thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa này hen. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.